ở dưới là đường ray đó, đường ray xe lửa mà người ta làm ở trên chiếc thuyền này luôn á. Xe lửa khi mà nó qua biển á là nó sẽ nằm lên một chiếc thuyền rất là lớn luôn đó, mình đang đứng ở trên chiếc thuyền này đây này. Xe lửa dưới miền Nam bây giờ chuẩn bị khởi hành đến Calab và đó xe lửa tối rồi, lên xe lửa thôi. Hai vợ chồng đang ngồi trên xe lửa đây đi chơi á, thì thích thiệt nhưng mà trời mà quá các bạn ơi, vì phải di chuyển á, đi xe lửa nè. Đó, đang ngồi trên xe lửa nha. Ở trên xe lửa đang có hai người cảnh sát công an đó các bạn, kiểm tra Green Pass, có nghĩa là giấy tiêm vaccine á. Nếu các bạn không có giấy tiêm vaccine đó, các bạn không được lên tàu, lên xe lửa đâu nha. Đang kiểm tra đó, đang kiểm tra. Prendo anche te. L'ho preso, prendo, mi copri tu. Boh, basta. Andiamo dentro. Sì, sì. Các bạn ơi, bây giờ mình chuẩn bị mình đi cái xe lửa này lên cái thuyền nha. Bắt đầu nó sẽ đưa mình đi qua bên đất liền á. Đó, có nghĩa là xe lửa nó đang nằm ở trên một cái thuyền và nó đưa mình đi qua đất liền. Lần đầu tiên trải nghiệm với các bạn. Ở dưới là đường ray đó, đường ray xe lửa mà người ta làm ở trên chiếc thuyền này luôn. Xe lửa mà nằm trên một cái thuyền nha, bắt đầu chở qua đất liền đó các bạn. Ok. Xe lửa này là mình ngồi đó, hồi nãy mình ngồi đó nha. Một lần đi du lịch đó là một lần trải nghiệm. Lúc mà tụi mình đi á là bắt đầu từ thành phố Napoli, ngồi thuyền đi ra ngoài đảo Sicilia, đó là ngồi thuyền nha. Mà lúc mà tụi mình về đó là từ đảo tụi mình về đất liền đó, là tụi mình sẽ đi bằng xe lửa. Mà xe lửa khi mà nó qua biển á là nó sẽ nằm lên một chiếc thuyền rất là lớn luôn đó, mình đang đứng ở trên chiếc thuyền này đây này. Rất là lớn luôn ha. Là
khoảng 30 phút đó, từ đảo Sicilia mà đi từ thành phố Messina đó, đi qua cái vùng Calabria đó là khoảng nửa tiếng đó. Mà chỗ lần đầu tiên mình thấy là cái xe lửa đó nó chạy ở trên thuyền, chạy trên thuyền đó. Trời ơi, thích ghê luôn á. Lúc như là phà đó các bạn, nhưng mà cái thuyền này lớn lắm. Tạm biệt đảo Sicilia, bây giờ mình sẽ khởi hành về đất liền vùng Calabria. Hẹn gặp lại Sicilia. Xin chào. Chào, hẹn gặp lại Sicilia. Chào Sicilia. Sau lưng của mình đó là đảo Sicilia nha. Bây giờ mình sẽ đi vào đất liền nè. Đi vào đất liền cũng là một thành phố biển luôn. Calabria, vùng biển lớn đó. Fai vedere tutto. Mình chuẩn bị đến vùng Calabria đó các bạn. Trời ơi, rất là đẹp luôn cái vùng này, biển nha, biển rất là lớn luôn, nó rất là đẹp. Đang ở trên thuyền đây. Liền nha, đó tàu nó chở mình đến rồi, bây giờ xe lửa là khởi hành xuống đất liền đấy các bạn ơi, đó vô đất liền rồi đó nha. Hai vợ chồng đã tới Calabria rồi các bạn ơi. Đây là thành phố biển tên là Tropea. Bây giờ đi bộ vào khách sạn. Tới khách sạn rồi các bạn ơi. Đây khách sạn đây. Mình đến khách sạn rồi các bạn ơi, khách sạn rất là đẹp luôn, nó là một cái villa đó, một cái villa nhỏ nhỏ đó, rất là đẹp luôn các bạn nha. Đi về đi qua đã Ah, girasole, vedi? Girasole il nostro nome. Sì. Ricordati. Anche. Oh. Bella, eh? Sì. Molto bella. Si vede fuori. Il giardino, ma adesso caldo, non è aperto. Guarda molto. In bagno. Vieni qua. Sì. Rất là rộng luôn các bạn ơi, trời ơi. Hello. Va bene bella, contenta? Costa un po' cara, ma via. Đứng từ ban công của khách sạn á, mình nhìn thấy cái sân vườn này có cái chòi rất là đẹp luôn các bạn. Ở đây gọi là khu resort luôn á. Từng cái nhà nó nhỏ này, nguyên một cái khuôn viên luôn, đẹp ghê á. Mà thường á,